Vâng, xin chào tất cả các bác. Đây là mặt đường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đây, chúng em đang đứng đây là trước cửa bưu điện Hà Đông các bác nhé. Đường Quang Trung này bắt đầu từ chỗ cầu Trắng các bác ạ. Mỗi bên là 4 làn đường các bác nhé. Thì hiện tại thì ở cái mặt đường Quang Trung này, đoạn từ cầu Trắng đến ngã tư Văn Phú giao với đường Lê Trọng Tấn đấy ạ, đang có rất nhiều nhà được chào bán với giá là từ 200 triệu cho đến hơn 300 triệu một mét cũng có các bác nhé. Thì như vậy là trong khoảng từ 7 tỷ rưỡi cho đến 150 tỷ đấy là đều có thể mua được nhà mặt phố Quang Trung này, nhà hay đất mặt phố Quang Trung này, thấp nhất là 7 tỷ rưỡi các bác nhá, căn 33 mét. Thì em nêu cho các bác một căn tiêu biểu ở đây, đó là căn có một mảnh đất hướng đông, diện tích là 207 mét vuông và đang được chào là với giá 43 tỷ, như vậy chứ tầm khoảng độ 200 triệu, hơn 200 triệu một chút thôi một mét vuông các bác ạ. Em nhắc lại các bác là một mảnh đất hiện trạng là nhà cấp 4 thôi, 207 mét vuông và đang được chào là với giá 43 tỷ các bác nhé. Ngoài ra nhà sẵn rồi 4-5 tầng cũng có hết, 3 tầng 4 tầng đều có cả. Đấy, các bác mua nhà mặt đường Quang Trung, Quận Đông, thành phố Hà Nội này thì liên hệ em theo số điện thoại 0985204435, cái tên Minh, phục vụ các bác 24/7 và deal cho các bác với giá rất là yêu thương. Đấy, bây giờ mời các bác cùng đi dạo cái đoạn từ cầu Trắng đến ngã tư Văn Phú giao với đường Lê Trọng Tấn các bác nhé. Về đây là mỗi bên là 4 làn xe các bác ạ. Vỉa hè thì rộng vô đối, cho nên nhà mặt đường Quang Trung thì kinh doanh thì siêu kinh doanh các bạn. Thì cái đầu đoạn đường Quang Trung này gần chỗ cầu Trắng thì nó tập trung rất nhiều trụ sở cơ quan. Đây đều là dễ vào vốn lên lợi. Đây em giới thiệu cho các bác cũng cái nhà tương đối là to, mặt tiền 20m, diện tích là 460m, hướng đông nam, hướng đông nam các bác nhé. Nhà 2 tầng, siêu kinh doanh, đang cho thuê và hiện đang được chào với giá là 129 tỷ. Đây là bệnh viện đa khoa Hà Đông. Các bác nào có thể mua cái đó xây siêu thị hoặc là bệnh viện hoặc khách sạn hoặc là tòa văn phòng building thì alo em theo số điện thoại 0985204435. Em tên Minh sẽ kết nối cho các bác gặp chủ nhà. Phố Nguyễn Viết Xuân này các bác này. Phố này thì bắt đầu từ đường Quang Trung này và đi ngang qua phố Ngô Thị Nhậm. Đường Quang Trung này là một trong những cái cửa ngõ đi từ hướng Tây Bắc, quốc lộ 6 đấy, đi qua đường Quang Trung, đường Trần Phú rồi tiến vào ngã tư Sở và tiến vào trung tâm thành phố Hà Nội các bạn ạ.
đường Quang Trung có thể nói là con đường dài nhất của quận Hà Đông các bác nhé. Đấy, nó bắt đầu từ cầu Trắng này thì cho đến tại cầu Mai Lĩnh. Như vậy là ước chừng nó cũng vào khoảng độ 4-5 km các bạn. Đấy, phía bên trái chúng ta, bên phải chúng ta đây là nhà văn hóa thể thao trung tâm quận Hà Đông, và sau đó là trụ sở của công an quận Hà Đông các bác nhé. Còn phía bên tay trái là rẽ vào phố Cầu Đơ, là trung tâm hành chính quận Hà Đông, ủy ban nhân dân quận, văn phòng cửa, bảo hiểm, cục thuế, tất cả đây. Phải là vào phố Ngô Thị Nhậm này các bác này. Phố Ngô Thị Nhậm này bắt đầu từ mặt đường Quang Trung, và sau này thì nó sẽ quy hoạch là kéo dài đến tại Vinhome Smart City. Đi gần của nó 2 km thì đến đây mình thấy có một cái ngõ là ngõ 2 mặt đường Quang Trung các bác nhé. Thì trong ngõ 2 này hiện đang có một căn nhà 4 tầng mặt tiền 4,5 m. Đấy, đang được chào bán là với giá 5,9 tỷ các bác nhé. Diện tích là 51 m. Nhà xây khung cột bê tông chắc chắn, ô tô đỗ cửa vào nhà, tiện làm văn phòng công ty đều được cả. Rẽ trái là vào phố Văn Phú, còn đây rẽ phải là vào phố Phan Đình Giót. Đây về trên chúng ta đây là ga tàu điện trên cao La Khê. Đây là rẽ vào tiểu khu đô thị Nam La Khê các bác nhé. Đây phía trước chúng ta kia là ngã tư, gọi là ngã tư Văn Phú, giao với đường Lê Trọng Tấn và mặt phố Văn Khê. Rẽ trái là mặt phố Văn Khê, còn rẽ phải là đường Lê Trọng Tấn. Còn đường Quang Trung thì vẫn kéo dài tiếp. Đấy, em dừng đến đây thôi. Bác nào mua nhà mặt phố Quang Trung thì alo em tới số điện thoại 0985204435. Các bác nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em nhé. Đa tạ các bác.